Nga tuyên bố kiểm soát 12 làng sau một tuần tiến công Kharkov. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga trong báo cáo chiến sự hôm 17 tháng 5 cho thấy, trong tuần qua, các đơn vị thuộc cánh quân Bắc đã kiểm soát 12 làng tại tỉnh Kharkov, đẩy lùi lực lượng và phá hủy khí tài của 5 lữ đoàn chính quy, 4 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ và một đơn vị biên phòng Ukraine. Họ đang tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương. Cơ quan này cũng tuyên bố thực hiện tổng cộng 28 đợt tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái, UAV, và vũ khí tầm xa chính xác cao trong vòng một tuần, nhằm vào sở chỉ huy, sân bay quân sự, hệ thống phòng không, kho vũ khí và cơ sở xăng dầu của lực lượng vũ trang Ukraine. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay một trong các mục tiêu bị phá hủy là kho chứa xuồng không người lái tự sát, cùng điểm đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài và đơn vị Sonecho thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine truyền thông Nga cũng công bố video tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander tập kích nhà kho tại tỉnh Mykolai ở miền nam Ukraine, nơi bị nghi chứa khoảng 40 xuồng tự sát được chuyển đến từ Kiev. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr trước đó nói rằng lực lượng Nga đã mở rộng vùng giao tranh lên 70 km, buộc Kiev điều động thêm nhiều lữ đoàn dự bị vào tham chiến. Cánh quân Bắc của Nga từ ngày 10 tháng 5 bất ngờ vượt qua biên giới mở cuộc tấn công xuống phía nam, vào tỉnh Kharkov của Ukraine. Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho thấy các đơn vị Nga đã giành thêm 278 km vuông lãnh thổ, trong đó 257 km vuông thuộc tỉnh Kharkov trong giai đoạn ngày 9 đến 15 năm. Đây là bước tiến lớn nhất lớn nhất của Moskva kể từ cuối năm 2022. Các mũi tiến công của Nga hiện nay chủ yếu là bộ binh trang bị nhẹ, với tổng quân số khoảng 2.000 người được yểm trợ bởi pháo binh và chiến đấu cơ ném bom lượng hoạt động từ bên kia biên giới. Tuy nhiên, tình báo Ukraine cho hay Nga đang tập trung khoảng 35.000 quân dự bị ở tuyến sau, tương đương hai quân đoàn, sẵn sàng tham gia chiến dịch. Giới quan sát cho rằng chiến dịch tấn công Kharkov có thể phục vụ chiến lược của Nga là tạo vùng đệm ở biên giới để bảo vệ tốt hơn thành phố Bengot, nằm cách biên giới vài chục km và gần đây thường xuyên hứng chịu các đòn tập kích của Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin hôm 17 tháng 5 nói rằng Nga không có kế hoạch kiểm soát thành phố Kharkov lớn thứ hai Ukraine, nhấn mạnh rằng chiến dịch hiện nay ở tỉnh cùng tên nhằm ngăn các vụ pháo kích qua biên giới. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.